À, xin chào tất cả anh em, chúng ta lại quay về với một buổi bình luận về MU. À, rất lâu rồi mình mới lại quay lại. Thực sự thì đợt này mình hoàn toàn không có thời gian tí nào để có thể gọi là ngồi tâm sự với anh em được. Đấy. Vì mình vừa mới bắt chân vào cái server mới Freesay, thành ra là thực sự là thời gian là rất bận để set up các cái công cuộc ban đầu. Đấy, thì hôm trước thì một số anh em có comment hỏi mình về cái chuyện là tại sao cái nhân vật của mình mà level chưa đến 800, lúc đấy có 780 gì đấy mà đã săn kiểu săn co hoặc là săn săn Pharah này kia thứ chẳng hạn. Đấy, có một số người thì hack. Đấy, nhưng mà một số người thì bảo là mình hack, một số thậm chí là lên forum buộc tội mình này kia thứ. Đấy, thực ra là mình cũng biết trước là những việc đấy nó sẽ xảy ra. Đấy. Team mình thì thực ra cũng chưa có ý định ở săn Pharah này kia thứ đâu. Anh em săn giải trí thôi, nhưng mà thực ra là hôm đấy cũng cố săn một vài con. Đấy, để nó hiện cái thông báo lên trên server để gửi một cái thông điệp đến các thanh niên khác, các thanh niên gọi là ghen ăn tức ở khác. Đấy, cho lồng lộn lên. Đấy, một khi nó đã ghét rồi, nó thấy mình ăn được cái, nó không ăn được cái là nó sẽ lồng lộn lên ngay. Đấy. Và nhưng mà mình cũng rất cảm ơn là có một số anh em vẫn rất là tin tưởng đấy, cũng chờ đợi thông tin từ phía mình đúng không đấy, mặc dù mọi người cảm thấy nó rất khó tin khi mà săn được cái level sớm như thế khi mà đồ đạc nó vẫn còn thấp đấy. Vậy thì hôm nay thì mình có thời gian rỗi hơn rồi, sau khi mà các cái việc set up các cái party của mình ở đây đã ổn định rồi đấy, thì hôm nay mình sẽ cùng cùng nhau chúng ta cùng đi 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 thăm một cái chuyến chuyến đi săn đấy, đi săn co thôi, nhẹ nhàng cái thứ thôi đấy. Mấy hôm trước thì mình cũng định làm video sớm hơn rồi đấy, nhưng mà mấy hôm trước thì có một team khác đấy, có một team khác người ta săn co nên do đó là mình cũng không có cơ hội được, bởi vì không phải lúc nào mình cũng thể theo giờ để đi săn suốt được. Nhưng hôm nay thì là đầu tuần, hôm nay thì không có pet các bạn ạ. Đấy, tức là hôm nay pet moon chỉ có từ thứ tư đến đến chủ nhật thôi. Nếu hôm nay là không có pet moon thì các đội khác thì người ta không săn được bot. Đấy. Do là đồ đạc cũng còn yếu nên người ta không săn được bot vào cái hôm đầu tuần này kia thứ như này, nên do đó là mình có cơ hội để có thể gọi là đi săn hôm nay mà không bị gọi là bị ép vào những cái khung giờ quá quái quăm. Đấy. Đi đi săn đi, đi đi săn lại còn phải làm video này kia thứ nữa thì khá là mất thời gian. Đấy, nên không phải lúc nào cũng nửa đêm đêm hôm này kia thứ chạy theo bọn kia đi KS này kia thứ mà vẫn không kịp làm video các bạn được. Vậy thì hôm nay đi săn thì cũng không có ông bạn nào của mình đi săn được cùng cả. Thành ra là mình điều khiển chung một party thôi. Tại vì bây giờ cái chế độ auto ấy nó cũng tương đối là nó cũng tương đối là gọi là xịn sò đấy, thành ra là nó điều khiển được rất là dễ dàng. Thứ nhất là nó có thể kéo party xuyên qua channel, nghĩa là từ kênh này mình có thể kéo party mình sang hẳn kênh khác luôn được đấy, nên không cần phải ngồi điều khiển nhiều ạc cùng một lúc đấy. Vì trên màn hình mình các bạn để thấy là ở góc màn hình là mình đang có một con SM của mình. Vậy thì hiện giờ là mình setup trước con SM này là để chế độ là đánh độc đấy, và để đi săn cho an toàn thì mình sẽ tắt các chế độ nhặt đồ đi đấy. Để sao cho con này nó không tự động nó chạy xa khỏi cái sự điều khiển của mình đấy, và hiện giờ là mình sẽ để chế độ gọi là đánh độc để sao cho mình có thể không điều khiển con SM này, nhưng khi mà mình kéo cái party này lại gần thì SM nó sẽ tự đánh độc cái con bot luôn đấy. Cái độc tính của cái skin độc cổ điển ấy là nó có công thức là nó rút máu 3%, 3% số máu hiện tại, nên do đó những cái con boss to, những cái con rất nhiều máu thì 3% nó sẽ là số lượng đam rất là lớn. Và tất nhiên là khi mà nó máu nó còn ít thì 3% nó trở nên không hiệu quả, nhưng mà những cái nhát đánh đầu tiên khi máu khi quái nó còn full máu thì chúng ta nên dùng độc. Đây là một trong những cái rất là cơ bản của cái việc săn bắn. Vậy sau đó thì ở màn hình chính bên này thì mình có con BM của mình. Đấy. Tất nhiên là con BM của mình bây giờ thì các bạn thấy là đồ đạc kiếm đã holy này kia thứ rồi, đã gọi là ngầu xịn sò thứ hơn rồi. Thì tất nhiên là mình level đã 800 rồi thì mình phải nâng cấp đồ của mình thôi. Đấy, lúc trước thì mình chỉ có ABA, ADA các thứ thôi. Thì tất nhiên là việc săn bây giờ nó sẽ dễ dàng hơn săn lúc trước. Đấy.
Có một số người mình cứ nói trước thấy không, một số người lại bảo là úi dồi ôi, cái thằng này, thằng Impossible này bây giờ nó khỏe rồi, nó không hack nữa, nó mới làm video. Nói chung là mình chả cần quan tâm các bạn nghĩ cái gì đấy, thích thì report thế thôi, mình sợ quá gì đâu đấy. Thế thôi anh em chúng ta hôm nay cùng đi săn nhá, xong rồi trong quá trình đi săn chúng ta sẽ tâm sự với nhau. Vậy thì mình đang ở kênh Channel 4. Vậy thì hiện giờ là mình đã chuẩn bị xem nào, mình đã chuẩn bị ở đây là cả máu elite này và cả máu thường. Tất nhiên là dùng máu elite thì tốn tiền đấy, nhưng mà khi mà các nhân vật nó còn yếu thì chúng ta phải gọi là dùng một ít vũ khí hạng nặng thì mới đỡ bù đắp lại được. Còn nhưng tất nhiên không phải lúc nào cũng dùng 100% máu elite, như thế thì sẽ tốn quá đấy. Mình cho nhỏ tiếng xuống tí nha. Đây đang nhỏ tiếng nhất rồi, phải chỉnh âm thanh xuống một tí, không tí đi ồn quá không nói chuyện được, tí vào đánh boss nó lại cầm rú lên thì chết giờ. Rồi âm thanh ok rồi đấy. Vậy thì hiện giờ con BM này của mình đang là chủ party, và tất cả các nhân vật khác bạn sẽ thấy nó có chữ màu xanh ở trong party rồi, tức là mình đang ủy thác hết rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ lên cái cổng này trước đã. Đấy, có một thanh niên thì quay phim mình và kêu là mình hack teleport. Thực ra là nó mới là thằng hack đấy bạn ạ. Đấy, nó mới là thằng hack. Còn ở đây là các bạn biết một cái nguyên tắc cơ bản, đấy là khi mình kéo party thì cứ từ vị trí portal gần nhất thì nhân vật nó sẽ move ra. Và đấy, cái vị trí cổng khi vào con cái map đánh quái này thì đây được tính là một portal, như là các bạn move ra một cái map thôi. Nên do đó là khi mình đến gần vị trí này mà mình gọi các nhân vật của mình ra hạn đây, mình giữ lệnh Ctrl S để gọi ra, thì các bạn sẽ thấy là các nhân vật của mình nó bắt đầu tự động chuyển server này đấy, và bọn nó bắt đầu chạy đấy, bọn nó bắt đầu chạy từ cái map này, bọn nó chạy dần lên đấy. Nhưng bây giờ ví dụ bây giờ mình vào trong này rồi, bây giờ mình đổi ra mình vào trong này rồi, bây giờ mình mới gọi bọn nó ra hạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, bạn nhìn đâu, ngay lập tức bọn nó move lên cái vị trí portal gần nhất và nó vào thẳng trong này luôn, chứ làm gì có hack teleport gì đâu. Đấy, nhưng mà ví dụ như cái con DL mà hôm nó quay phim mình, nó hoàn toàn không có party đứng nào, nhân vật nào khác trong này cả. Đấy, và nó teleport lên, nó mới là con hack teleport. Nào vậy thì bây giờ vì chỉ có một mình điều khiển, thành ra là mình sẽ muốn là giữ cái đống support này của mình ở ngoài này. Đấy, mình sẽ muốn giữ cái đống support ở ngoài này. Lý do là vì sao? Là bởi vì nếu mà mình để cái support này vào trong quá đấy, thì tí nữa khi mà nhân vật của mình chết hạn chạy từ cổng vào đi ngang qua con quái là nó sẽ đánh chết mình ngay đấy. Và bây giờ mình sẽ để thường đấy đây lấy gọi là full buff từ các cái nhân vật này rồi đấy. Vậy thì bây giờ và mình sẽ đi ra mình tìm con co đây rồi. Vậy thì mỗi một loại boss thì nó có một số các cái skin nhất định nha các bạn. Đấy. Thì ai đánh nhiều thì sẽ quen, các bạn sẽ thấy là tại cái lúc mới đầu tiên này thì con co này nó chỉ cào cấu một cách rất bình thường thôi. Bạn thấy là mình hoàn toàn bấm máu thường thì nó vẫn có thể chịu đựng được các cái chưởng đánh này của nó. Đấy. Nhưng mà khi mà quái nó tụt đến một cái mức độ máu nhất định thì là nó sẽ đây, bạn thấy không? Nó bắt đầu dùng các cái chưởng gọi là lốc xoáy để hút máu. Nên do đó là mình bắt đầu phải uống elite vào để bù lại cái lượng máu này. Đấy, bấm máu cũng là cả một nghệ thuật. Vậy thì chính vì thế mà đấy. Đấy. Tụt này, rồi bấm này. Đấy. Rồi. Để có e buff, mặc dù là tuy hôm nay không phải là ngày có pet nhưng mà cái đam đánh vào mình cũng nhảy lên được tầm bốn mấy nghìn. Vậy thì bây giờ cái khó nó nằm ở chỗ này, chuẩn bị đến lúc khi con co nó xuống còn một lượng máu nhất định nên nó sẽ phân thân. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy nó khó nhất ở phần này, khi mà ở cái vị trí khi mà chúng ta chưa có các cái gọi là eltel chẳng hạn đấy, thì săn bắn nó nằm ở những cái mẹo. Lẽ ra về mặt lý thuyết là mình sẽ phải giết chết hai con co này, hai cái con phân thân của nó, và hai con này nó chỉ nhận đam element thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ mình dựa vào một cái mẹo rất đơn giản, đấy là
nếu khi không còn, còn khi không có người ở xung quanh vị trí hai con co này nữa thì nó sẽ tự động nó nhập lại, nhưng mà khi nó nhập lại thì nó lại hồi máu một cách từ từ chứ nó sẽ không phải hồi máu full ngay trở lại ban đầu. Nên do đó các bạn sẽ thấy là mình sẽ bỏ chạy đi khỏi cái vị trí của hai con này để sao cho nó quay hồi máu, để quay trở lại cái vị trí ban đầu để mình đánh tiếp, nhưng mình sẽ không bỏ đi quá lâu đấy, để sao cho khi nó vừa quay lại vị trí đấy thôi, nó biến mất hai con phân thân này thì mình sẽ quay lại và mình đánh tiếp đấy. Vậy mình bắt đầu chạy xuống này, khuất cái tầm nó đi, mình không còn nhìn thấy nó nữa, và giờ mình quay ngược lại vị trí đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đây con co bắt đầu hiện lại và mình không phải đánh phần phân thân nữa đấy. Vậy thì ở những cái giai đoạn cuối này co gọi là co điên đấy, tức là nó sắp chết rồi, nó dãy rất là kinh đấy, nên do đó chúng ta phải 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 bình tĩnh, không công sức nó đổ bể hết đấy, máu bắt đầu yên đấy, và nên giữ khoảng cách một chút nếu không nó cố gắng ấn nhiều máu thương một chút. Rồi vậy thì mình vừa giết được một con co ở đây, hai bãi gen này, một cái Eotheo cũng không có gì đặc sắc lắm. Nào vậy thì bạn sẽ thấy là vậy thì các bạn lại thấy là cái mẹo quan trọng nhất để mình giết con co ở thời điểm hiện tại đấy là mình tránh cái bước mà phải đánh phân thân của nó bằng một cái mẹo về cách sử dụng di chuyển đấy. Tất nhiên các bạn phải hiểu là săn bắn thì không phải ai lúc nào cũng tạm chia sẻ các bạn đi đâu, bởi vì nó là kinh nghiệm đúc rút từ rất nhiều năm, nhiều thế hệ, nhiều team này kia thứ đấy, thành ra là thực ra là bởi vì một số anh em đã nói về cái việc này rồi, thành ra là mình cũng chả gì phải giữ bí mật nữa đấy. Không phải là mình cứ là YouTuber thì là mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn đâu, bởi vì mình vừa là YouTuber nhưng mà mình cũng vừa là người chơi, và mình chơi một cách kiểu thi đấu ăn thua luôn đấy. Các bạn cứ vào đây đi, mình phang mẹ phang các bạn hết luôn chứ mình cũng chả phải ngán ai đâu đấy. Thành ra là chơi game không phải chơi để hiền lành đấy, chơi game nó là phải chơi để đấu trí ăn thua. Nên do đấy lý do tại sao các bạn hiểu là không phải lúc nào người khác người ta cũng chia sẻ cho các bạn những cái mẹo này kia thứ để có thể gọi là xử lý được các cái việc đấy. Đấy, nên là đúng là những cái trường hợp khi mà các bạn thấy là bất thường thì hoàn toàn mọi người có quyền nghi ngờ là hack. Đấy, nhưng mà ngoài những trường hợp hack ra thì vẫn còn một số lượng nhỏ những trường hợp là những người chơi ở trình độ cao thì người ta vẫn có thể có những cái mẹo hoặc là những cái kinh nghiệm. Đấy, thành ra là chính vì thế mà tại sao mà giả sử tại sao mình cũng đi săn hack chẳng hạn, nhưng mà bởi vì mình đã đạt đến những cái gọi là những cái trình độ gọi là end game rồi, thành ra là mình biết là giới hạn là kể cả anh có dùng mưu mẹo thì nó chỉ đến được mức như thế nào thôi, nên mình phân biệt được giữa thế nào là hack và thế nào là gọi là dùng các cái mẹo ở trong game, nó khác nhau ở chỗ đấy chứ không phải là mình cứ nhìn thấy ai hơn mình là mình cũng gọi là hack đâu đấy. Bây giờ chúng ta cùng về mua máu nhé. Vậy thì bây giờ mình về Everland này cho gần. Mình sẽ về đây mình mua máu. Hiện giờ trong hòm đồ của mình thì khá chật vì mình chưa có cái mình chưa bỏ được cái set bao của nó đi. Hòm đồ của mình hiện giờ vẫn đang để mấy cái binh bao này kia thứ này. Tương đối chật chội. Bực mình lắm rồi đấy, mà chưa bỏ được. Đợi nó hết hạn mới bán shop được. Vậy thì vứt tạm cái theo vào trong hòm, thì nếu biết đâu nhặt được cái gì ngon hơn thì còn đi còn mang về. Thì bây giờ thì mình vừa săn xong bốn đúng không, bây giờ mình sẽ chuyển server sang một chỗ khác, sang tháng 6 xem nào. Đấy. Mình chuyển server sang server 6, và cái bọn support ở bên kia thì mình cứ để nguyên ở đấy thôi, tí nữa mình quay về mình gọi bọn nó sang là xong. Vậy thì tương tự như thế mình sẽ điều khiển con BM chính của mình và đi lên map để đánh co. Khi mà mình vậy thì các bạn đã biết cái nguyên tắc về cái teleport đến portal gần nhất rồi đúng không nào? Vậy thì do đó thì mình sẽ cho một cái nhân vật chính của mình chạy lên trước đã. Sau đó thì bao giờ mình qua cổng thì mình mới bắt đầu kéo các cái con kia lên cùng. À,
Team mình chơi ở đây thì cũng chỉ có mấy anh em thôi. Nguyên team Meridian thì không sang đây. Đấy, chỉ mỗi gọi là mấy anh em chơi thân mình thì mọi người sang làm party cho vui thôi. Đấy, và cũng là một cái lời nhắn đến cho các đồng chí hack. Đấy, là bọn mày đừng có tắc ở ngoài tắc khóa. Vậy thì bây giờ các bạn thấy là mình đã phát hiện ra vị trí con co rồi, nhưng hiện giờ mình chưa có búp nên nó đánh mình rất là đau. Vậy thì bước đầu tiên là mình sẽ kéo cái con này xuống dưới trước đã, lùa nó xuống dưới trước. Bởi vì nếu mà nó đi lang thang này tí nữa mà nó mò ra cái chỗ mà mình để mấy con support thì mình sẽ chết. Chết với nó. Rồi đó là mình cứ kéo nó xuống đây đã. Rồi. Sau đó thì mình sẽ bẻ cua chạy sang bên này để kéo đống support của mình lên. Rồi, bây giờ an toàn rồi, chúng ta sẽ cùng kéo support lên. Đấy, các bạn để thấy ở màn hình nhỏ thì cái đám support đã bắt đầu được tự động move bằng cái auto sang bên này rồi. Rồi. Khi đi săn thì các bạn nhớ tắt BOL này kia thử, nếu mà các bạn đang cắn BOL nhá. Nếu không là sẽ rất là tốn, vì mỗi lần move hoặc là làm các thứ là nó sẽ tự động cắn BOL nếu mà bạn setup cái auto đấy. Rồi, vậy sau khi mà mình đã đủ búp của tất cả các nhân vật rồi thì đến lúc mà mình đã có thể vào săn được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh và leo luôn. Nào, đây là vị trí con co của mình. Ngày xưa thì BM thì sẽ không phải là cái con mà có khả năng ăn được co sớm. Lý do là BM là cái dòng cận chiến. Bạn nhìn thấy cái lúc mà con B con co mà nó quẫy ra ra cái gọi là gì nhỉ? Cái lốc ấy. Đấy. Thì cái đấy rất nguy hiểm nếu mà đứng gần đấy. Đứng gần là nó đấy hút, nó hút máu theo cái phần trăm máu của bạn, thành ra là cái đấy rất nguy hiểm. Nên là những cái dòng nhân vật đứng gần như BM là thường là không phải là con hay để ăn. Nhưng mà từ cái ngày update season xong, khi mà cái danh đánh của con BM này bây giờ nó thành danh 7 rồi đấy, thành ra là nó hoàn toàn có thể đánh ngon nghẻ như là DL. Ngày xưa thì DL là những cái con trùm săn luôn. Vì DL là vừa đánh xa này đúng không? Sau đó thì nó lại là vừa rồi, giờ phân thân rồi. Đứng dịch xuống tí đã để không kích động nó quá. Nào, vậy thì bây giờ sau đó vậy thì bây giờ mình sẽ chạy tách đi để khuất mắt đi. Sau đó mình quay lên. Hiện giờ vẫn chưa được. Xa hẳn đi tí đã. Sau đó mình lùa quay lại. Vẫn chưa được rồi. Úi giời, nó hiện lại rồi. Úi giời, tí chết nhé. Bấm máu thường càng nhiều thì các bạn càng đỡ tốn elite thôi. Đấy. Rồi, vậy mình lại giết được con nữa rồi. Ồ, mình được một con pet này. Grip này. Và một cái penta. Penta này chỉ có 3 sóc thôi. Không ngon lắm. Để xem ông nào cần gì ấy. Vậy thì mình vừa săn xong sắp 6. Về bản đồ đó chắc là 7 có đấy, phải sang 7 trước. Lại thấy là thực ra là đấy, biết cách săn và hiểu kiến thức, hiểu cơ chế game thì các cái công việc nó sẽ nhàn hơn rất nhiều. Cool rune mét nít này và sóc này. Thôi, chặt vứt sóc. Rồi chúng ta tranh thủ mình mua lại máu để macro ấn chuột kiểu cộng điện này, mua cho nhanh đỡ phải thò tay thò chân những cái thứ vào.
cất cái viên Eutheo vào. Những cái viên Eutheo này sau này có điều kiện thì mình sẽ gọi là ép lên cao hơn. Nhìn các đồng chí nó chết như dạ. Ở cái server mới bây giờ ấy các bạn, tất nhiên là cái level và cái đồ của mình nó chênh lệch so với cả phần lớn người chơi còn lại. Thành ra cái con của mình nó như kiểu siêu nhân ấy các bạn ạ. Siêu nhân theo nghĩa là chả ông nào giết được mình. Nói chung là có một số các cái thành phần này kia thứ thì ở đấy có thanh niên GL bắt đầu chạy lên soi mình này. Đấy, khá nhiều người tò mò này kia thứ à, soi xem có bắt được thằng này hack không. Vậy thì vừa mình vào đây đã, xong mình sẽ kéo party mình lên. Tôi chết rồi, quên mẹ mất chưa lùa cò xuống rồi. Lùa xuống còn kịp. Nào, giờ mình lùa nó xuống nữa. Không bắt đi, cắn chết hết. Còn thanh niên GL kia gì? Bạn biết rồi đấy. Tí nữa thanh niên GL kia xuống chỗ con co nó nổ cho phát là dẹp. Nên mình cũng không cần phải lo lắng quá. Bây giờ mình vòng lên mình lấy búp đã. Vậy thì để cho thanh niên GL kia chết cho nhanh thì mình sẽ lấy búp này. Sau đó mình sẽ chỉnh vị trí con co để sao cho con co nó đứng ở vị trí 12 giờ. Đó. Mình bị đít connect mất một con software. Thôi giờ thấy cũng ok rồi, không gì nữa. À không phải là bị disconnect mà con này bị lỗi party. Thôi giờ cũng xui rồi, chuyển server nhiều chắc là nó sẽ lỗi. À, bây giờ mình sẽ để đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để con co đứng ở vị trí đấy và mình sẽ đứng ở vị trí dưới này. Tôi chết mẹ rồi. À, đi làm việc nó tí rủi ro. À, vì mình còn party trên này thì là mình có thể move lên rất nhanh thôi. À, thanh niên Sangun này, à mình nhớ rồi, thằng này chính là thằng hack. Các bạn nhớ thằng GL hôm trước chọc như thằng điên không? Đấy. Chắc là hôm nay nó đứng đây nó quay phim mình nhớ thằng này rồi. Đấy. Đợi búp ạ. Tôi chết rồi. Hiện giờ không búp mình rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Bởi vì nó đang búp cái con bị búp party lỗi này này. Giờ mình đánh lại kích cái con này ra. Đấy, thì cho nó không búp con này nữa, nó sẽ búp mình. Được. Rồi. Thằng nào lúc nãy vào không có chung là việc gì cũng có nguyên nhân nó hết. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ra nguyên nhân là tại sao. Rồi, mình chuẩn bị tinh thần nhá, mình chuẩn bị đấy. Các bạn thấy nó hack, nó đi quay, nó quay phim mình, các bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ chạy lên đây tí để sao cho không. Tí để lùa cho thằng kia chết mẹ đi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy là bây giờ đấy, trong trường hợp nó vào nó phá mình đúng không? Vậy thì mình sẽ kéo party của mình vào đây.
để sao cho con này sẽ đánh độc con này của mình. Rồi đấy, sau khi mình có party vào đây rồi đấy, bạn nhìn đâu, nó chính là con Sangum này, chính là cái con Lion King hôm trước nó đi, nó quay phim mình đấy. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ kéo cả party vào luôn để cho các cái con phụ trợ này đánh cùng, trong trường hợp mà nó có những cái đối thủ nó phá đấy, bạn nhìn thấy không. Vậy thì trong trường hợp mà mình không đấy thì mình sẽ để tách con này ra một tí đấy, nó bị chết rồi, bạn nhìn thấy nhá. Đấy, nó vừa chết, nó vừa bị con này mổ chết rồi đấy. Hiện giờ hai con này đang đánh với nhau, bạn nhìn thấy đam độc đang nổ rất to đây. Nên mình phải tách ra để còn tập trung vào đánh từng con một đã. Giờ tranh thủ bọn nó không biết thì mình lấy để cho co tách lại. Mình chạy cho khuất hẳn con co đi đã. Rồi có ra lại rồi nhưng mà hồi hồi nhiều máu quá. Đấy, con đề đờ nó vẫn đang quay phim, đứng nấp xuống đây tí nó vào nó bị lốc lùa chết mẹ đi. Úi thì chết mẹ rồi, mẹ bọn phá game này để một mình săn đỡ ảnh hưởng. Đấy, không biết lên kịp. Chúng ta sẽ kéo party vào cho đánh độc con co đã, bởi vì khả năng là con co hồi phun máu rồi các bạn. Đấy, rồi chúng ta sẽ cho bây giờ thanh niên GL kia chọc nhẹ nhàng thế. Nó bị mình report thế là nó sợ ha, cay cú lại còn mất đồ nữa, thành ra là nó vẫn cay cú đến tận bây giờ. Nó hy vọng là nó có thể block được nick mình để trả thù. Nó khủng. Bản chất nó khác nhau ở chỗ đấy. Chết này. Bao giờ tập trung vào việc mình á. Cười bọn này chết nốt này rồi. Hãy tranh thủ nó chết rồi mình tách ra. Đấy, các bạn nhìn nhé, rõ ràng nó chết cả hai con ở trong party rồi đúng không? Vậy không có lý do gì mà nó có thể tự nhiên là nó lên nhanh được đúng không? Và nếu mà bây giờ nó lên nhanh nó chỉ có cái tên nó hack thôi. Đấy, mình sẽ đi xa tí đi, không vướng mấy con này ở đây. Tranh thủ ra ngoài lấy buff. Rồi, có nó ra lại rồi. Cẩn thận nha, có dứt điểm rồi. Ừ, rồi, xong. Kiếm tí gen bù đắp. Rồi, giờ mình sẽ đổi server theo không theo quy luật tí để cho đỡ phá. Thêm tí máu đã. Thế do tại sao mà trong game các bạn ạ, muốn đối phó là các bạn phải có rất nhiều kịch bản khác nhau sẵn sàng luôn. Nên do đó là khi mà mình gọi là
hướng dẫn một số các anh em team mình chơi server mới. Mục đích chính là mình muốn mọi người có trải nghiệm. Kiến thức rất quan trọng. Cái thứ mà chúng ta học được ở đây là học được những cái kiến thức, chiến lược, cách xử lý các tình huống. Mình nghĩ mình nói đơn giản là kể cả việc đi săn này, team anh em phối hợp nhau. Rồi sau đó thì team phối hợp nhau rồi sao nữa? Rồi thì đấy, xử lý tình huống thì thực ra nó chính là các cái gọi là kỹ năng điều khiển trong game rồi đúng không? Khi mà bạn càng có những cái kỹ năng điều khiển này tốt đấy, thì chúng ta sẽ càng ok thôi. Đấy, kể cả trong những tình huống gọi là PvP này kia thứ thì nó cũng xuất phát từ những kỹ năng cơ bản như thế này. Đấy, mọi thứ nó đều là những cái gọi là khía cạnh của cả bức tranh lớn. Vậy chứ. Rút kinh nghiệm từ lần trước thì bây giờ mình sẽ xem vị trí này an toàn chưa đã, xong mình mới kéo party của mình lên đây. Rồi, bây giờ mình có party của mình trên này hết rồi. Đấy, tranh thủ lấy full boost đã. Tốc độ như anh em trước khi bọn kia nó lại lên nó phá mình. Chắc là sắp 10 này cũng có rồi. Đây, chuẩn luôn. Rồi, nó co nó vào vị trí ổn định rồi. Thứ mà các bạn cần nhìn là nhìn máu chứ đừng có nhìn co nhìn nó đánh bây giờ phải nhìn máu mà căn mà ước lượng bấm đấy. Mình ăn nhắc mới nhớ kỹ năng bấm máu này hơi quan trọng luôn, đặc biệt ông nào chơi BM này kia thứ đã phải nhiều tay combo các thứ rồi. Nếu mà không được đào tạo từ những cái việc mà săn bắn này kia thứ như này hả, thì làm sao mà tự nhiên bấm máu ngon nghẻ được các bạn, đúng không? Có phải là cứ hùng hục đâu, nhiều khi có mấy ông vào nhìn các cái trận CC mình chơi xong rồi kêu gì nhá, thằng này macro máu, macro cái đầu ấy, mẹ mấy cái thằng ngu không não. Đấy, rồi tách bây giờ. À, bây giờ mình chạy ra xa tí nhé. Đấy, nói chung là căn thời gian thôi, xong quay lại. Đó, có tách lại chưa? À, chưa được, tách ra xa tí nữa. Quay lại thêm dài chứ nào. Thì khả năng là phải tách ra xa hẳn nữa. Đấy, chung là kinh nghiệm nữa. Trên tôi hết búp rồi. Đấy, mình kéo mấy con búp mình vào đây cho nó búp. Ngu rồi. Các bạn nhìn thấy nó hồi lại phun máu chưa? Lỗi kỹ thuật rồi. Rồi, chấp nhận đánh lại vậy. Khi mà quái máu của con nó còn nhiều thì nó sẽ chỉ kiểu đánh bạn bằng cái cào cào cấu thôi, mà khi mà máu nó tụt đến một mức đấy, đến một cái mức từ khoảng 70% trở xuống là nó bắt đầu lên cơn, càng về cuối nó càng điên. Di chuyển anh cứ bình tĩnh à, căng nha anh. Rồi, tách rồi.
giữ khoảng cách với nó. Đấy. Giờ mình thử chạy khuất đi nhé. Quay lại xem sao. Chưa được. Xa tí nữa xem nào. Đây khoảng vài giây. Quay lại. Biến mất rồi đấy. Úi dồi ôi. Tĩnh anh ơi. Tốc độ nào, kết thúc nào. Sắp hết máu rồi. 35 bình. Rồi. Phần gen này. Ôi, toàn đặc viên mấy việc ơn theo phó này. Không biết có đủ tiền đổ xăng mua máu không này. Vậy thì mình còn mấy server nhỉ? Hôm qua mình cả ông ấy, ông bạn săn hết mấy server code rồi. Còn 4 nó mới săn rồi. 6 là nó phá mình và mình cũng săn rồi này. 10, vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn 9, 8 và 7. 9, 8 và 7. Đấy, chắc là bọn nó đang đi lùng sục mình ở mấy sắp đấy đấy. Đấy, chúng ta cứ mua thử thôi. Đấy. Sang 9 nhé. Đấy, vừa có thằng nào di chuyển ở kia kìa. Ở đâu mình đã sang 9 đâu. Đây đang là 10. Rồi sang 9 đã. Ông kia cắm chuột. Ông kia cắm chuột xong rồi chắc về nhà thấy mình bị lôi mẹ đi về Acheron chắc không hiểu chuyện gì. Chắc 9 nó còn 9, 8, 7, 3 con nữa. Tất nhiên là đi về team sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Mỗi người lo một việc các kiểu, từ việc tìm bot rồi đấy, canh giết các kiểu, phối hợp đỡ vất vả hơn. Đủ bút xong thì chúng ta cùng vào nhé. Rồi, quất thôi. Úi giời. Đỏ lò mày, hệ lửa rồi. Rồi, khoảng cách đẹp rồi đấy. Đừng mãi nhìn bọn nó quá nhé. Với thứ hai nữa các bạn phải clear quái xung quanh. Nếu không trong lúc mà mình bị hút máu xuống thấp, mấy con nó cắn vào phát dẹo. Cũng may là cái trưởng đánh lan của con BM bây giờ nó chọc lan rộng nên là cũng không phải đến nỗi phải đổi tay liên tục. Đấy, bắt đầu ở đấy, bắt đầu ở đấy. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Nào, liên tục, liên tục, liên tục. Cố lên, cố lên, cố lên. Nào, tốc độ nào. Nào, cố lên anh ơi, cố lên, cố lên, dứt điểm, dứt điểm, dứt điểm.
dứt điểm nào, tách đi, tách tách đặt thế rồi, giữ khoảng cách nào. Đấy nhá, vứt vào đấy, té xuống ạ. Vẫn chưa được. Vãi cứt. Tưởng ông nào mẹ và ông kia mẹ chắc là mò 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 vào học mẹ việc rồi. Ôi giời ơi, đứng im còn đỡ hỏng việc hơn. Úi giời. Mãi cất Đông Nam. Lạc bắt đi vậy chứ. Đang ngon nghẻ này. Ôi dồi ôi, Nam ơi là Nam. Kéo xuống nó ra nó lùa chết. Nó lùa chết hết support được không? Và mình sẽ đánh từ bên phải vào. Rồi. Thọ kia chạy đi mua máu. Giữ khoảng cách nha. Con xùm đánh cùng ha ha, nhanh ngay à, mình té ở đây lấy support cho ông kia xử lý. Ở kia đóng nhiệm vụ hỗ trợ. Đây, bạn nhìn thấy vị trí di chuyển trên map này. Mình có thể đoán được. Chung là vụ anh em có thể không voice chat với nhau. Voice chat là hiệu quả nhất khi đánh team. Nhưng mà vụ lúc nào bận, giờ đang giờ làm việc à. Bận chưa ấy với nhau thì đấy, mấy anh em có thể nhìn vào vị trí tự hiểu thôi. Đánh lâu là anh em tự hiểu phải phối hợp như nào. Rồi mình sẽ nhìn máu của ông này. Bao giờ máu ông này tụt tức là ông bắt đầu đánh thì đấy, bạn thấy không? Tụt cái là tức là ông này bắt đầu đánh để kết thúc rồi. Mình sẽ không phải chat nữa. Go! Ông cứ làm như ông... Trời ơi! Nam ơi! Đang đen như chó này. Chín rồi. Có anh em đồng đội vui hẳn, đỡ bao việc. Ôi giời ơi, đấy các bạn thấy không, chơi game có kiến thức, vui vẻ, anh em hỗ trợ, chả bù mấy thằng kia trẻ trâu ngu dốt chơi bằng tool đấy. Mãi bao đời không khá lên được. Tuần vừa rồi team mình cũng đi AK War ở bên này, mình đi Akau ở cả hai server. Đấy.
Thì bên này server này cũng có vẻ nhiều các thanh niên giang hồ lắm, muốn xưng hùng xưng bá lắm. Bạn cứ hình dung Freesay nó giống như kiểu khu 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 kinh tế mới ấy. Đấy, toàn các ông giặt vòm ở đâu chui vào ấy. Cái đi đâu rồi nhỉ? Để biết là chạy còn hai sắp nữa. Thế thì ra là bây giờ là chưa ông nào gọi là bá chủ cả, nên là ông nào cũng hổ báo này kia thứ. Đấy. Thế thì là bạn nào có thời gian mở free save muốn giao lưu gì thì cứ vào đánh nhau với mình nhé. Team mình thì không có tuyển thành viên, không tuyển thành viên, không liên minh, không có nhu cầu chơi với bất kỳ ai cả. Thì các bạn thích thì các bạn cứ vã thẳng mặt mình thôi. Đấy. Chứ mình chơi mình cũng không 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 liên minh các kiểu, như thế nó mất cân bằng server lắm. Mình chơi mình thôi, lâu lâu lên tâm sự anh em rồi. Đấy. Ghét mình cũng được, quý mình cũng được, cứ làm nào mà các bạn yêu quý được cái game này là được, coi mình là đối thủ cũng được, chả sao cả. Đấy, thế mới vui. Đó. Không biết 7 hay 8 đi kiểu gì bây giờ, ấn vui lên xem nào. Hôm nay đi connect mẹ rồi. Ơ. À, thì nói gì đi connect à? Mình chạy lên vậy. Nạp lại máu rồi, đổ lại xăng rồi, bây giờ chúng ta cùng lên nhé. Làm nốt mấy con co xem có được gì không. Khấm khá không? Kia sang 7 kêu không có. Không biết còn con nào ở đây không. Bình thường thì nếu mà mình săn đều đặn ấy, thì mình sẽ ghi giờ các kiểu. Nhưng mà đấy, như mình giải thích là mấy hôm trước thì mấy ông bạn mình đi công tác rồi con ốm rồi nhiều lý do. Anh em đa phần chơi game lớn tuổi nên là chúng ta không thể để game ảnh hưởng đến cuộc sống công việc được, khi mà gia đình lúc nào là trên hết. Đấy. Nếu mà có các việc đấy thì anh em vui vẻ bảo dừng thôi, không cố chơi cố mất vui. Bao giờ thoải mái anh em xong việc thì vào đi dăm ba mấy con boss này, nó có làm mình giàu lên đâu. Rồi có co rồi, mình sẽ kéo sang đập vào góc đấy. Đấy. Nốt con này là xong rồi. Mình là chủ party mà lúc nào nó búp mình cuối cùng. Con này mất dạy cả UI. Hay tên của mình lại đắc lưu ở cuối bảng chữ cái nhỉ? Lâu lắm rồi không để ý đến thứ tự bút của nó như nào. Thôi, rồi. Vào đi. Ui. Tí chết. Úi dồi ôi, khổ thân ông kia. Bị nó vả cho. Mẹ tầm này vả đau lắm, tốn XP lắm, chết mất XP. Cuộc đời săn bắn nhiều rủi ro. Mấy tiếng AFK nổ hết cả ruột. Nó cứ bầm máu đều tay thì chết buồn lắm. Úi kia, đứng chết. Rồi, tay rồi, rút.
săn mấy con mà quay đi quay lại cũng cả tiếng đồng hồ đấy, mất thời gian phết. Thế họ sao mà không phải lúc nào mình có thời gian săn được, nhất là lúc bảo trì xong bận đó. Đang công việc giờ hành chính các kiểu. Ông còn gâu nữa. Ông mẹ thích lên tivi đấy. Ơi mẹ chết rồi à? Chết không đứng hình ở đây à? Phải cứt. Mình cứ tưởng ông này còn sống. May mà giữ được. Cái đéo gì này? Toàn ba sóc két à? Cho SM nhặt. Mỗi con cầm penta mấy hệ? Con này có water có chưa nhỉ? Phải chặt rồi đây. Rồi hết rồi. Đi AFK thôi. Đấy, bây giờ mình đang là 805 rồi. Ôi trời ơi, chậm lắm các bạn ạ. Cứ vứt đấy thôi. Rồi, bây giờ mình quay lại AFK đây. À, chúc anh em có một tuần mới vui vẻ và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong một episode tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và cứ yên tâm vào mình nhé các bạn, mình không bao giờ hack đâu.